cũng đã gan dạ ngay từ lúc được sinh ra, không biết khuất phục cũng thêm một chút sự ranh mà. Nó tranh nó đấu để những khốn khổ để nhanh qua, nó đâu có tránh sẵn sàng đứng lên để đánh trả. Vì ngay từ nhỏ nó có không khác muốn làm giàu, muốn làm giàu thì phải trở thành cái cặp đầu. Một khi đã quyết tâm đi thì phải đi cho tới không bao giờ được lùi bước dù là máu có rơi. Thế là năm 18 tuổi nó đã bước ra đời, quyết tâm bám đuổi bao nhiêu mơ ước xa vời. Nhiều lúc bị áp bức miệng không thoát ra lời, nhẫn nhịn là tốt nhất, thời cơ tốt cũng đã tới. Cuối cùng nó cũng phất lên kiếm được miếng cơm, và nó muốn dùng tiền để mua cho mình chút tiếng thơm. Nhưng đời vốn công bằng, hãy có vay thì có trả, thật là thật giả là giả, Phật là Phật ma là ma. Những thằng xanh mà lý thông, thằng xanh sống khác không để xong trong lý thăng. Lợi gấp khó khăn, thằng xanh tìm biện pháp, lý thành liều quá chắc quy nan mà cho chuyện đó là chuyện ác. Những câu chuyện của thằng xanh chung với lý thông, thằng xanh sống khác không thể xong trong lý thăng. Lợi gấp khó khăn, thằng xanh tìm biện pháp, lý thành liều quá chắc quy nan mà cho chuyện đó là chuyện ác. Ngang tàn tung quay là cậu, còn ai là cô, ai là tri kỷ, còn ai là thù, ai là người thật thà, ai đang đeo mặt nạ, ai không xa tâm Phật, ai không Phật tâm xa. Rồi ghen vẫn bất chấp mặc kệ lời ra vào nỗi thêm, lúc ẩn nấp lúc thấy xuất hiện trong tối đen. Ngay từ nhỏ luôn anh đã là một thói quen, trong cho mình cái tự lập thà cô độc như sỏi hoang. Đời dặm đường khó nặng mắt ép đôi khi phải vượt mây lùn gió, có lúc bạn năng tự qua như thường có. Cuộc sống không cần lo và không thích ai phải nhường nó. Thế là những kế hoạch đừng nói tôi phải trong đầu, nó không muốn mất đi cuộc sống bao kẻ mong cầu. Nhiều đêm nó thức trắng suy nghĩ càng kẽ nông sâu, một lần cho tất cả xóa sạch mọi vết xấu. Những thằng xanh và lý thông, thằng xanh sống khác không thể xong trong lý thăng. Lợi gấp khó khăn, thằng xanh tìm biện pháp, lý thành liều quá chắc quy nan mà cho chuyện đó là chuyện ác. Như câu chuyện của thằng xanh chung với lý thông, thằng xanh sống khác không thể xong trong lý thăng. Lợi gấp khó khăn, thằng xanh tìm biện pháp, lý thành liều quá chắc quy nan mà cho chuyện đó là chuyện ác. Ngang tàn tung quanh. Những thằng xanh và lý thông, thằng xanh sống khác không thể xong trong lý thăng. Lợi gấp khó khăn, thằng xanh tìm biện pháp, lý thành liều quá chắc quy nan mà cho chuyện đó là chuyện ác. Như câu chuyện của thằng xanh chung với lý thông, thằng xanh sống khác không thể xong trong lý thăng. Lợi gấp khó khăn, thành biện pháp, lý thành liều quá chắc quy nan mà cho chuyện đó là chuyện ác. Ngang tàn tung quanh. Ai là cậu, còn ai là cô, ai là tri kỷ, còn ai là thù, ai là người thật thà, ai đang đeo mặt nạ, ai không xa tâm Phật, ai không Phật tâm xa. Rồi ghen vẫn bất chấp mặc kệ lời ra vào nỗi thêm, lúc ẩn nấp lúc thì xuất hiện trong tối đen. Ngay từ nhỏ luôn anh đã là một thói quen, trong cho mình cái tự lập thà cô độc như sỏi hoang.